Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tối 20 tháng 3, liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, cảnh sát đã khám xét nhà của 4 người này gồm Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, tiếp viên trưởng, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Theo nguồn tin cảnh sát, không phát hiện thêm ma túy từ nhà của 4 người này. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hóa xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng. Qua người đồng nghiệp này, một trong 4 nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công chia lô ma túy nặng 11,4 kg về sân bay Tân Sơn Nhất. Cảnh sát cũng cho biết đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho 4 nữ tiếp viên mang về nước. Điều tra ban đầu, tất cả tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng. Theo một lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma túy về nước không phải chuyện tình cờ. Hiện lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phá án. Những ngày qua, việc 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines bị bắt giữ liên quan đến việc Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 11,3 kg ma túy tổng hợp gồm cocaine và ketamine trong hành lý xách tay và hành lý ký gửi đã gây bão dư luận. Nó cũng gợi lại những vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa của tiếp viên hãng hàng không này trong quá khứ. Tuy nhiên, sự việc lần này được các chuyên gia luật đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng bởi số lượng ma túy khá lớn mà những tiếp viên này mang về Việt Nam thông qua đường hàng không. Mặc dù vậy, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc vậy chủ nhân thực sự của 11,3 kg ma túy là ai? Nó đã được giao 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines như thế nào? Đang là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Có thể thấy rằng, việc vận chuyển hàng cấm, hàng quản lý theo Công ước quốc tế tiếp tục diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn, tiếp diễn ngày càng tinh vi và mang tính chất táo tợn, liều lĩnh như vụ việc 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển 11,3 kg ma túy vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 thời gian qua đã bắt giữ nhiều vụ việc vận chuyển ma túy bằng đường hàng không thông qua hành lý ký gửi tại các sân bay ở Việt Nam. Qua đó xác định các đối tượng chủ yếu là người Việt cư trú tại một số nước châu Âu cầm đầu, không phải Việt Nam mà dùng mạng xã hội điều khiển các đối tượng ở trong nước nhận vận chuyển hàng. Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn ngụy trang, trà trộn và khai báo sai mặt hàng, khai báo giá trị hàng hóa thấp để vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có giá trị cao vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát hiện ma túy trong hành lý xách tay và các kiện hàng ký gửi của tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines ngày 16 tháng 3 vừa qua đã cho thấy một thực tế. Các phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, nhất là những đường dây tội phạm xuyên quốc gia là hết sức tinh vi. Chúng đã trực tiếp lợi dụng vào các điều kiện đặc thù của tiếp viên của các hãng hàng không để triệt để khai thác. Khi 4 tiếp viên bị phát hiện mang theo hàng cấm về Việt Nam và bị hải quan sân bay tạm giữ, các tiếp viên không có phản ứng và tỏ ra khá bất ngờ. Họ tỏ ra hợp tác và bước đầu khai nhận, tại Pháp, cả 4 tiếp viên này nhận lời nhờ vả của một người chưa rõ lai lịch để chuyển một lượng hàng về Việt Nam cho người nhà và được trả công hơn 10 triệu đồng. Khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng, họ nhận thấy không có gì bất thường nên nhận lời chuyển hàng. Những hành lý này đã qua an ninh sân bay tại Pháp và không bị phát hiện, nhưng vừa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện. Những tiếp viên này còn khai báo phía giao hàng tại Pháp có thông báo khi về đến Việt Nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng. Dư luận đánh giá có quá nhiều điểm bất thường cần xác minh trong vụ việc 4 nữ tiếp viên nhận vận chuyển hàng hóa có chứa 11,3 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Như liệu 4 người này có quen biết và nắm rõ về thân nhân, lai lịch với người gửi hàng hóa từ sân bay của Pháp hay không? Và số tiền công hơn 10 triệu đồng chia cho 4 tiếp viên là không đáng kể cho một hành động có thể dẫn đến những rắc rối lớn về mặt pháp lý nếu trong số hàng hóa này có chứa hàng cấm, và nhất là ma túy. Và liệu rằng 4 tiếp viên này có vô tình vận chuyển ma túy cho một tổ chức tội phạm quốc tế mà Pháp và Việt Nam chỉ là một trong những chân rết? Câu trả lời chính xác về vụ việc này cần thời gian cũng như kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, mà cụ thể là PC04, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như từ cục C04, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Cho đến thời điểm này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu thông báo, cụ thể tại họp báo ngày 17 tháng 3, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên
hãng hàng không Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về ngày 16 tháng 3. Những người này gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Trong 3 vali hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh sinh năm 1993, có một vali chứa 43 tuyếp kem đánh răng hiệu Single X-Pack White. Đây là thương hiệu kem đánh răng khá phổ biến và được bán nhiều tại Việt Nam. Cắt những tuyếp kem này ra, lực lượng chức năng phát hiện và cân tại chỗ theo cân của đội thủ tục hành lý nhập khẩu được 2,18 kg viên nén màu xám, dạng viên nén như thuốc lắc, ma túy, 1 kg chứa chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh tại chỗ, cả hai mẫu đều có phản ứng dương tính với chất cocaine và ketamin. Tổng cộng lượng ma túy thuốc lắc tiếp viên Quỳnh mang về nước là 3,18 kg. Thứ hai, hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, sinh năm 1993, cũng có 3 vali, 2 sách tay và 1 ký gửi. Kết quả trong kiện hành lý ký gửi có 0,78 kg viên nén xám dạng thuốc lắc chứa trong các tuyếp kem đánh răng. Thứ ba, hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1986, cũng gồm 2 vali sách tay, 1 vali ký gửi. Bên trong vali ký gửi, hải quan phát hiện có 43 tuyếp kem đánh răng hiệu Single X-Pack White. Trong đó có 31 tuyếp kem chứa 2,18 kg viên nén xám, 12 hộp kem chứa bột trắng trọng lượng 1 kg. Như vậy, lượng ma túy và thuốc lắc mà tiếp viên Thủy mang có tổng trọng lượng 3,18 kg. Thanh Thủy là tiếp viên trưởng của đoàn. Thứ tư, hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân, sinh năm 1996, gồm 2 vali sách tay và 1 kiện hàng ký gửi. Trong kiện hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện có 2,02 kg viên nén màu xám dạng thuốc lắc và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocaine. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên Phương Vân mang là 4,02 kg, nhiều nhất trong 4 tiếp viên. Trong hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng cộng trọng lượng 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamin nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamin và cocaine. Trong số 4 người, Đặng Phương Vân là người mang nhỏ tuổi nhất nhưng mang nhiều hàng nhất, tổng trọng lượng 4 kg. Được biết, Đặng Phương Vân vừa bay được 1 năm. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp logistics để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện vào Việt Nam. Chúng cất giấu ma túy vào các loại hàng hóa thông thường như bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng, sau đó đóng thành các kiện hàng ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại ảo, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi phát hiện. Xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, bưu điện có tính chất phức tạp xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan Hà Nội và sân bay Nội Bài để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá. Thực hiện kế hoạch phá án ngày 13 tháng 5 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Trần Viết Tuyền, 17 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình, đang nhận kiện hàng có chứa 3 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ Trần Thanh Quân, 29 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân, tổ công tác thu giữ 500 viên ma túy tổng hợp, một súng côn, bắn đạn cao su, 50 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan. Đặc biệt tại Quảng Bình, ban chuyên án đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hồng Dũng, 26 tuổi. Đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây. Dũng vừa bay từ Đức về Việt Nam để chỉ đạo việc nhận hàng, phân phối và tiêu thụ ma túy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một tổ công tác khác đã bắt quả tang 4 đối tượng: Tô Thanh Tú, 25 tuổi, Phùng Nhật Duy, 28 tuổi, Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, 29 tuổi và Nguyễn Liêu Hùng Trân, 28 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ các kiện hàng chứa 25 kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ thêm 3 kg ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 27 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Nguyên Quỳnh, 26 tuổi, ở tỉnh An Giang, đang vận chuyển 2 kiện hàng chứa 16 kg ma túy tổng hợp và Nguyễn Văn Hai, tên gọi khác là Quân, 30 tuổi, ở Nam Định, thu giữ 80 gói nước vui, 500 viên thuốc lắc, 100 gram ketamin. Ngày 30 tháng 5, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Duy Phương, 33 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, đang vận chuyển một kiện hàng chứa 1,9 kg ma túy tổng hợp và Nguyễn Tuấn Trương, 24 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ cảnh giới việc giao nhận ma túy cho Phương. Khám xét nơi ở của Phương, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp, 41 viên đạn, 1 cân điện tử.
Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng thuộc tổ công tác đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, vật chứng thu giữ trên 50kg ma túy tổng hợp các loại. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cục Điều tra Tội phạm về ma túy đang giao vụ án cho công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến vấn đề trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị cáo buộc mang hơn 11kg chất cấm giấu trong các tuýp kem đánh răng có trong hành lý từ Pháp về Sài Gòn là đặc biệt nghiêm trọng, nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý thận trọng, khách quan theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Thơm, thông thường những vụ việc người nhập cảnh bị phát hiện có cất giấu ma túy là rất bất lợi, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan, biết hay không biết có ma túy trong hành lý được người khác nhờ gửi. Việc xác định có tội hay không sẽ được cơ quan điều tra chứng minh bằng các chứng cứ khách quan như các tin nhắn, thông tin trao đổi gửi hàng. Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, việc soi chiếu hành lý của các nữ tiếp viên thấy số lượng lớn tuýp kem đánh răng, nước súc miệng được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là bất thường nên bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ, sự nhạy cảm nghề nghiệp đã được các cán bộ hải quan phát hiện. Trong trường hợp, nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định 4 nữ tiếp viên hàng không này có tội, sẽ bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm H khoản 4, điều 250 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Thơm cũng cho biết, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định trọng lượng, loại, hàm lượng ma túy để làm căn cứ xử lý theo luật. Nếu bị kết tội vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng hơn 11kg là đặc biệt lớn, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao về đường lối xử lý về tội phạm ma túy, thì cả 4 nữ tiếp viên sẽ phải đối mặt với án tử hình. Theo điểm 3.2, khoản 3, mục 2, thông tư liên tịch 17-2007, TTLT, BCA, VKSNGTC, TANGTC, BTP, vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Trong đó, hình thức vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện. Vận chuyển trái phép chất ma túy để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi sách mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Đối với người giữ hộ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm. Về chủ thể, căn cứ khoản 1 điều 12 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi 2017, người đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có hành vi vi phạm pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Về mặt khách quan, các yếu tố cấu thành vận chuyển trái phép chất ma túy như sau: người phạm tội sử dụng các phương tiện đường bộ, ô tô, xe máy, xe khách, phương tiện đường thủy, tàu thuyền, cano, phương tiện đường sắt hoặc sử dụng các loại hình phương tiện khác. Mục đích sử dụng phương tiện này là nhằm vận chuyển chất ma túy từ địa điểm này sang một địa điểm khác. Về mặt khách thể, người phạm tội có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý các chất ma túy và phòng chống ma túy. Mặt chủ quan, những người tham gia vào tội vận chuyển trái phép chất ma túy thực hiện hành vi có lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết trước được hậu quả sẽ xảy ra khi thực hiện hành vi của mình và rất mong muốn hậu quả xảy ra. Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 250 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017 như sau. Khung 1. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Theo khoản 1 điều 250 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017, người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều 250 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại điều 248, 249, 251 và 252 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017 chưa được xóa an tích mà còn vi phạm nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1g đến dưới 500g, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1g đến dưới 5g, lá cây coca, lá khát, lá cây Catha edulis, lá rễ thân cành hoa, quả,
của cây cần sa hoặc bộ phận của các cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng 5 kg đến dưới 50 kg. Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 1 kg đến dưới 10 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 1 gram đến dưới 20 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10ml đến dưới 100ml. Có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm B đến điểm H khoản 1 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Khung 2, trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội, qua biên giới, nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 500 gram đến dưới 1 kg, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 5 gram đến dưới 30 gram. Lá cây coca, lá khát, lá cây Cata edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kg đến dưới 25 kg. Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kg đến dưới 200 kg. Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kg đến dưới 50 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gram đến dưới 100 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100ml đến dưới 250ml. Có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm G đến điểm N khoản 2 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Tái phạm nguy hiểm. Khung 3. Trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Theo khoản 3 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, người phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1 kg đến dưới 5 kg, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gram đến dưới 100 gram, lá cây coca, lá khát, lá cây Cata edulis, lá rễ thân, cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kg đến dưới 75 kg. Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kg đến dưới 600 kg. Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kg đến dưới 150 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gram đến dưới 300 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250ml đến dưới 750ml. Có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoản 3 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Khung 4, trường hợp phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Cụ thể tại khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: nhựa thuốc phiện, nhựa cây cần sa hoặc cao coca có khối lượng 5 kg trở lên, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gram trở lên, lá cây coca, lá khát, lá cây Cata edulis, lá rễ thân cành hoa quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng 75 kg trở lên, quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kg trở lên, quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kg trở lên, các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gram trở lên, các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750ml trở lên. Có hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo khoản 5 điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh mở cửa phát triển kinh tế, khối lượng hàng hóa của các công ty có chức năng chuyển phát nhanh quốc tế rất nhiều. Do hệ thống soi chiếu không phát hiện được, một số vụ việc vẫn có sót lọt nên tội phạm ma túy lợi dụng để vận chuyển. Mặt khác, các thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi nên việc ngăn chặn và kiểm soát của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam cũng như một số nước kiểm soát rất chặt chẽ ma túy thẩm lậu. Tuy nhiên, hiệu quả bắt giữ các vụ việc ma túy giấu trong hàng hóa ra vào Việt Nam còn hạn chế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!